Còn những đơn cũng bao với nguồn bao tháng tầm từng cây đồng tầm hát lên. Còn những đơn của tháng tầm ta tới cười với ta cũng hát lên hát cho đồng hành của Axin Bang và Sam Alibas. Xin được trân trọng kính chào quý vị. Xin cảm ơn các cô chú và anh chị của Tiếng Hát Mãi Xanh. Quý vị và các bạn thân mến, Tiếng Hát Mãi Xanh là cuộc thi đầu tiên trên phạm vi cả nước dành cho người yêu ca hát từ 35 tuổi trở lên do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Mây Quy tổ chức thực hiện. Và qua 3 mùa giải đã có rất nhiều những gương mặt hát hay và hay hát đã có thể có cơ hội được hát cho thỏa đam mê, hát cho đời xanh mãi, đúng như là tiêu chí đã đem cuộc thi đến thật gần với đông đảo công chúng. Và đêm nay hầu hết tất cả những gương mặt ấn tượng của Tiếng Hát Mãi Xanh qua các mùa giải đã hội tụ về đây trong một đêm nhạc thật là tưng bừng, qua đó nhắc nhớ cho những ai chưa có dịp đăng ký đi thi vào những năm trước thì giờ đây hãy chuẩn bị sẵn sàng để bước vào đăng ký tham gia một mùa giải mới, mùa giải thứ tư, hứa hẹn cũng không kém phần tưng bừng, náo nhiệt và vui vầy quý vị và các bạn nhé. Chính vì vậy mà đêm của chúng ta ngày hôm nay có chủ đề là Xanh Hoài Tiếng Hát Mãi Xanh.
Thưa quý vị và các bạn, có mặt tại đêm xanh hoài tiếng hát mãi xanh để khởi động tiếng hát mãi xanh 2014 ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi ông Nguyễn Quý Hòa. Trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, trưởng ban ca nhạc, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Trân trọng giới thiệu bà Lê Đỗ Yến Hương, giám đốc điều hành công ty truyền thông MQ, đơn vị phối hợp tổ chức. Đại diện các đơn vị đồng hành cùng với cuộc thi năm nay, trân trọng giới thiệu Phó Tổng Giám đốc Exim Bank, ông Nguyễn Quang Triết, đại diện Exim Bank. Trân trọng giới thiệu đại diện nhãn hàng Sum Alipass, thạc sĩ bác sĩ Bùi Ngọc Anh Pha, giám đốc y khoa công ty cổ phần dược phẩm Eco. Cùng với hàng ngàn các khán giả yêu mến tiếng hát mãi xanh đang có mặt tại chỗ tại sân Lăng Anh, cũng như hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ HTV9. Xin chào, xin chào. Quý vị và các bạn thân mến, đêm xanh hoài tiếng hát mãi xanh ngày hôm nay được thực hiện ngay trước thềm của mùa giải mới tiếng hát mãi xanh 2014. Lớn hơn cả là để nhằm lan tỏa cái tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống, rằng mỗi một ngày của chúng ta nên thật sự là tươi trẻ với âm nhạc, cho dù chúng ta có bao nhiêu tuổi đi nữa. Chính vì vậy mà ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức một khúc ca rất yêu đời của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Đoàn Lữ Nhạc, với sự góp mặt của những chàng trai trẻ yêu đời, đó là Mai Văn Đặng, Triệu Văn Hơn, Nguyễn Thanh Vân, Dương Xuân Chánh, Nguyễn Hồng Phước và Vũ Đoàn 6. Khắp đất phương trời gió lá rơi kìa, gió lá rơi ào ào tiếng lá rơi, người đi khúc nhạc chơi vơi, gió khắp nơi kìa, gió khắp trời vang vang khúc nhạc say đời. Đâu ai biết tôi chim về đâu, cất tiếng hát vàng trời bay hát tiếng gió du ngàn đời, đi bước chân đi coi lửa mà bùng đầy đó đó, hơi nước khách về người đi cất tiếng hát quê sầu đi, đi là đi là đi là đi là đi để cho bóp bóp tôi reo 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 ta đừng có gió mới, đi là đi là đi là đi là đi thì sóng gió cuốn tới. Gió lá rơi kìa, gió lá rơi ào ào cuốn lá rơi, người đi khúc nhạc trời vơi, gió khắp nơi kìa, gió khắp trời vang vang khúc nhạc chiều đời. A ha a ha, hơi yêu bên xưa tàn phá, đâu đâu ai biết cuốn chim về đâu.
của tiếng hát mãi xanh. Cũng còn tranh thủ mấy phút cuối cùng để tung nón lên, và không biết là ống kính truyền hình có kịp ghi lại những tiếng hú rất là phấn khích từ phía khán giả hay không. Thưa quý vị, chúng tôi cảm nhận rằng là không phải chỉ ở tiếng hát mãi xanh á, thì những chàng trai trẻ thì mới là có thể mà có một cái sức bật để tung hoành ngang dọc như vậy đâu, mà những người trẻ là phụ nữ đó, là những cụ bà cũng rất là đáng yêu, mỗi người đáng yêu một kiểu. Chẳng hạn như ngay bây giờ thì trên sân khấu, mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc rất là đặc biệt, đó là sự kết hợp của hai bài hits của hai hot lady của tiếng hát mãi xanh qua các năm. Trân trọng giới thiệu với quý vị ngoại Lê Thị Nhung và ngoại Ngọc Thanh cùng vũ đoàn Phương Việt và vũ đoàn Sống với liên khúc 7 ngày và 60 năm. Cho mặt em đưa.
ơi là thế, đời sống không là bao ơi được bao, đời không lâu là thế ơi được bao năm sống. Không bao lâu, 20 năm sau tình yêu cả vời vợ, 20 năm cuối là bao. Ơi là thế, đời sống không là bao. Ơi đừng bao, đời không. Trong vòng có 5 phút đồng hồ mà bao nhiêu đặc điểm của tiếng hát Mãi Xanh lộ diện ra hết trơn. Cái thứ nhất, người già rất hay hát. Thứ hai, người già hát hay không kém gì người trẻ. Thứ ba, người già rất dễ quên lời và quên nhịp. Cho nên quý vị thấy hồi nãy mình Hương phải đứng đằng sau lưng của ngoại Nhung là để anh chi hôn, để kéo ngoại Nhung bay trở về chỗ cũ. Trong thôn này nàng bay vòng vòng nàng đáp lại không có được. Cho nên là yếu tố này Quỳnh Hương nghĩ là hàng độc ở tiếng hát Mãi Xanh đó, mấy cuộc thi khác kiếm không có ra đâu. Và đây cũng là một điều rất là đáng rút kinh nghiệm để cho nhà mình, những ai chuẩn bị đăng ký dự thi, hãy cố gắng nè, thứ nhất là giữ cái tông cho đúng nè, thứ hai là đặc biệt là hãy giữ cái nhịp cho đúng nếu chúng ta có mặt ở trong vòng chung kết. Và thưa quý vị, mùa giải 2013 vừa qua đã có một hiện tượng rất là đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cả nước, đó là hiện tượng Nguyễn Duy Dũng, một chàng trai phụ vợ bán hàng lưu niệm ở phố cổ Hội An, nhưng đã 3 lần đoạt giải thưởng là khán giả, thí sinh được yêu thích nhất qua 3 đêm chung kết, và cả một giải thưởng về chuyên môn do khán giả, do ban giám khảo hội đồng chuyên môn bình chọn và trao giải nữa. Và thật là nếu mà chúng ta còn nhớ thì nhớ rằng những cái thớt thịt heo ở Hội An cũng treo biển ủng hộ cho Duy Dũng, mà mấy cái xe bánh mì ở Hội An cũng treo cái bảng là mua một ổ bánh mì là ủng hộ một tin nhắn cho Duy Dũng. Và điều này cũng là hàng độc ở tiếng hát Mãi Xanh. Với giải thưởng là quán quân của tiếng hát Mãi Xanh 2013, anh Duy Dũng đã có mặt trong một CD 3 giọng ca vàng tiếng hát Mãi Xanh 2013, và riêng anh còn làm được một cái video clip ca nhạc. Bài hit của anh là bài Cổng Mẹ Đi Chơi của nhạc sĩ Trần Quế Sơn. Và đêm hôm nay, ca khúc này sẽ được một lần nữa tái hiện trên sân khấu với giọng hát và phần biểu diễn thực với anh. Và quý vị cũng hãy đừng quên ngắm nhìn những cảnh quay thật đẹp, đó chính là phần video clip, phần thưởng của chàng trai quán quân này. Một tràng pháo tay cho Duy Dũng. Diều mẹ đi chơi, cõng mẹ đi chơi, diều mẹ đi chơi, mẹ và con đi chơi thấy
lênh thang một cõi, quên những nhọc nhằn, quên những giày vò tâm can. Từng nụ hoa tinh khôi vì vu cười gió, hương nắng hồng đào như những mặt người tình khôi. Không có thấy hai cái bốn cái chữ tiếng hát mãi xanh lùn xuống lấy bốn chữ đó
lùn xuống, lùn nữa, lùn nữa. Rồi, rồi, cảm ơn nha. Thấy tiếng hát bãi xanh mà không thấy hai đứa mình. Cảm ơn, cảm ơn. Ê, khoan, 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 nói nghe, nói nghe. Cao hơn tôi có chút à. Hay quá, hay quá. Cảm ơn nha. Dạ, em xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Dạ, thưa cả nhà. Mặc dù á mình lớn tuổi nhưng mà tâm hồn lúc nào cũng mãi xanh. Chính vì vậy mà em mặc đồ xì tin dâu vậy nè. Để em tạo ấn tượng với ban giám khảo. Dạ, em áp đảo mấy thí sinh kia. Dạ. Em ôi tiếng hát mãi xanh thích quá, thích ghê. Ôi sao chả biết đấy, thí sinh đông thế này thì làm sao mà loại được ai nhỉ? Không biết đăng ký ở đâu. Ôi bác ơi, bác ơi. Gì đó? Ra ra cho nhờ tí. Tức là cái đi đi thi chương trình tiếng hát bãi xanh ấy thì ghi tên ở đâu bác? Ủa bé đi thi hả? Vâng. Vậy đó hả? Bé có làm hồ sơ chưa? Dạ đây cũng bây giờ coi như là ở Bắc Linh vào đây, vừa từ sân bay xuống đây. Ở đâu rồi. Ở đâu? Ở làm gì có Bắc Linh, Bắc Linh là ở đâu? Bắc Linh mà cái chỗ mà nàng Niêm ấy. Nàng Niêm, nàng Niêm là ở đâu? Có hội Niêm ấy. Hội Niêm. Trời hội Niêm. Không. Hội Niêm mà nói hội Niêm, hội Niêm mà không biết kìa. Bác bây giờ bác có lấy Bắc búa. Ninh, hội Liêm. Nói lại coi, 2, 3. Bắc Linh, nàng Niêm. Nói lại nè, đi thi tiếng hát bãi xanh đừng nói ngọng vậy nha. Bắc Ninh, hội Liêm, 2, 3. Em thề với bác là bây giờ bác có đập đầu em thì em cũng không thể nói được cái đến nó cái là cái địa phương của em rồi. Đó là cả nàng em á, ai cũng bảo là ăn nòng nợn mà này. Thôi thế cho em hỏi thăm tí cái chỗ này. Hỏi thăm gì này. Đây đây qua chỉ đây, cho đây, đây, làm, bây giờ là đi thi nè, bây giờ mình phải làm thế nào? À điền điền hồ sơ phải không? Đây coi. Đào Thị Tần Nương, nghệ danh Đào Nương, nghề nghiệp Liền Chị Liền Anh. Ủa là gì? Niên chị Niên Anh á con. Liền liền chứ đừng có niền. Niền niền cái đâu ra? Không phải niền răng. Liền chị Liền Anh. Thôi bác cứ để em nói đi chứ bây giờ này em đã bảo rồi, Niền Chị Niền Anh là trong cái quan họ Bắc Linh nhà em ấy, có nghĩa là chức danh ấy mà Niền Chị Niền Anh. Quan họ Bắc Ninh hả? À, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1934, 80 tuổi. Tròn đấy, tròn 80 đấy. Dạ xin lỗi cụ. Dạ cụ ơi, nãy giờ con xin lỗi cụ, con mất dạy quá. Con tưởng cụ còn trẻ nên con cứ xưng bé, mà sao cụ trẻ dữ vậy cụ? Hả? Cụ đừng có nói là cụ uống xăm Alipad nha. Ôi trời ơi. Mà sao cụ trẻ 80 tuổi mà trẻ quá vậy cụ? Để bảo bí quyết nào vậy cụ? Thôi nín đi, bây giờ này cái xăm Alipad này nó dành cho đàn ông. Còn cái Angrena cơ thì nó mới dành cho phụ nữ. Mà cái này ấy là nó tên của mẹ tôi. U đấy, bà U tôi ở nhà, bà muốn đi thi. À. Cụ năm nay là 80 tuổi rồi. À vậy đó hả? Cụ ấy già lắm rồi nhưng mà gươm hát hay lắm. Dạ. Bạn của nghệ nhân gọi là Nguyễn Thị Cầu đấy mà bây giờ khuất núi rồi đấy. Vậy đó hả? Đi thi đấy. Đi thi hả? Vâng. À cụ nhà đi thi. Vâng. Còn bé, bé năm nay nhiêu tuổi? Cho 50. Bé 50 rồi đó hả? Thế bác bao nhiêu tuổi? 35. Bác 35. Thế coi như là bác là coi như thua cháu là tròn 15 tuổi đấy. Có gì ghê, bác thua cháu 15 tuổi à? À quên, mày thua tao 15 tuổi đấy. Hả? Nhanh dữ vậy trời, sao mà chuyển nhanh vậy? Thôi kêu bằng chị bằng em đi nha. Chị đây. Chị lớn hơn em á chị. Ê chị, sao chị không đi thi? Không đi thi sợ mẹ bị tự kỷ. Sao vậy? Bà U ở nhà ấy thì con nên là chỉ là đây đối thủ không tên của U. Nỡ mà mình lại đoạt giải rồi U lại tự kỷ, khổ thân U gần đó ra trời. Chị biết hát không? Chị biết hát không? Hát thì cũng có nhưng mà hát thử đâu. Rồi, hát thử em nghe không. Coi. Hát thử đi. 2 3 cầm mẫu rõ đấy. 2 3 Trên quê hương qua đi hỏi là thanh đi không mang điều dân ca, giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng mị, những cô tâm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa
quá chị ơi. Xe ta muốn một chiếc dặm đường giữa làng quê thôi, ta có bắp biết rồi, suối biết đều cái chất giọng của chị là hay rồi. Thôi 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 biết rồi nè, nó nghe nè. Ơi hãy đến quê hương chúng tôi. Chết cha bả say ke rồi trời ơi. Thôi thôi biết rồi, biết rồi, em biết chị hát hay rồi. Trời ơi, người ta phát sóng người ta lên sóng có 1 tiếng mà chị hát 3 tiếng nè. Nói chị nghe nè, bây giờ chị thi chung nhóm em đi, nhóm xanh lợt đó. Xanh lợt hả? Xanh lợt là sao? Xanh lợt chứ không phải xanh nợt. Xanh lợt, trời ơi, làm ơn mai mốt muốn làm nghệ sĩ là phải mình phải tập. Ôi, đúng không? Bây giờ nói tóm lại xanh vậy nè, có 3 nhóm nè, xanh đậm nè, rồi xanh xanh nè, rồi xanh lợt nè. Xanh lợt là từ 35 đến 50 là tròn hai đứa mình luôn á. Chị thi đi. Xanh nhạt, xanh nhạt, rồi xanh xanh nhạt, biết rồi. Thế cũng thi luôn hả? Dạ, đáng lẽ năm ngoái em thi đó. Thế hả? Nhưng mà em không có đủ tuổi. Em xanh là ngày 1 tháng 1 năm 79. Đó, sớm có một ngày thôi mà tức dễ sợ chị. Phải chi em xanh ngày 31 tháng 12 năm 78 là năm ngoái cái cúp thuộc về tay em chứ không phải Duy Dũng nữa ha. Em nói thiệt. Thế sao không bảo bà mẹ ở nhà ấy, bà đẻ sớm cho một ngày mà thi? Trời ơi, em nằm trong bụng mẹ mà em biểu bả là chắc em thành tinh rồi hay sao á. Dốt. Cứ ở trong bụng nó khều khều và cái rốn của mẹ, mẹ buồn quá nhột quá đạp ra thôi. Trời đất ơi. Thôi giờ mình đi thi chung nha, mình đi thi chung, em cũng là thí sinh á. Ủa thí sinh à, cái thằng mất thời gian quá. Đi đi hỏi cái chỗ mà chịu thi để cứ này. Cái gì ở đây có anh. Ô ê, chị Quỳnh Hương. Chị Quỳnh Hương. Trời dễ thương quá. Chào anh, chào chị ạ. Thí sinh tiếng hát ngoại xanh hả? Chị. Ủa, công nhận bá mạnh. Xin chị bớt bạo lực chút xíu. Ôi đẹp quá cơ. Nói thật nhá, không phải khen chứ bác gái đẹp quá. Ôi sao mà bác gái xinh này. Vậy, chị có duyên quá, chị lớn tuổi hơn ta đó chị ơi. Bác gái trẻ quá. Vậy. Cái gì? Chị lớn tuổi hơn ta mà sao chị xưng hô kỳ cục cho kêu người ta bằng bác vậy? Ta đi thi ta phải nịnh nọt thế ta mới lên được cái chức trên này nên có cuốc này này. Ôi rồi bác đẹp quá. Chị. Dạ em cảm ơn chị nhưng mà thôi chị cứ kêu em bằng Quỳnh Hương đi, xưng tên đi cho nó em đỡ tổn thọ ha. À, thế hả? Thế em cho phép chị. Thì chị xin gọi em là em nhá. Dạ rồi, nhà mình là năm nay đăng ký đi thi đúng không? Dạ, em 35 tuổi. Dạ rồi. Dạ, dạ. Thấy mặt giờ... em già như trái cà chứ mới 35 mà. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ thế này, dạ. Chị có vài câu hỏi mà coi như chị thay mặt cả họ, cả hàng, cả hang, cả hốc nhà chị hỏi em nhá. Đây, đây, này, này. Rồi. Tức là thế này, bây giờ là... đại diện cho cái xã Châu Khê, huyện Tiên Sơn là tỉnh Hà Bắc ấy. Thì trời nên là hỏi hỏi thế này, đây các cụ nó có đây đã bỏ chị này. Ơi, hả? Dòng họ nhà chị cũng cẩn thận quá, đặt câu hỏi mà phải gạch ra thành hai tờ giấy vậy chắc em trả lời tới mốt luôn quá. Không thì tùy em, đến trước em đến đâu thì chị theo em đấy nhá. Dạ. Đây chị này. Nhưng mà bây giờ vậy nè, thật ra em trả lời cho chị cũng được, nhưng mà bởi vì là cái cuộc này cũng là giải đáp thắc mắc chung cho tất cả các thí sinh mà, chắc là em xin phép là anh chị em mời lên một vị trưởng ban tổ chức ha, để mà trả lời chính thống luôn cho mọi người cùng nghe. Dạ em xin được kính mời anh Phan Hồng Sơn, trưởng ban tổ chức cuộc thi ạ. Chào bác Sơn. Đỉnh quá, đỉnh quá anh ơi. Ôi bác Sơn đẹp trung niên quá. Trời ơi đỉnh quá, muốn giật bác Sơn đẹp trung niên quá. Trời, nói nghe nè, đang truyền hình trực tiếp á, thôi mình tiết kiệm thời gian mình đi vô thẳng vấn đề đi hen. Dạ. Dạ thưa rồi. Bác Sơn. Anh Phan Hồng Sơn. Anh được rồi, trời ơi. Dạ. Dạ thưa anh Hồng Sơn, tức là em thay mặt cả cái xã Châu Khê, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc này xin hỏi anh thế này. Thế nên bây giờ nếu mà biết bắt đầu từ ngày nào thì mới cho mở đăng ký á? À, tôi cũng trước hết là xin thay mặt ban tổ chức gửi lời chào rất là trân trọng đến những ai quan tâm đến cuộc thi. Cuộc thi bắt đầu vào được đăng ký ở ngày mùng 3 tháng 3 tới đây, tức là ngày thứ hai. À, hôm nay thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Là còn có 3 ngày nữa đó chị. Dạ. Thế toàn quốc, toàn quốc luôn hả? Đúng thế. Dạ. Có 3 điểm thi được tập trung. Dạ. Đó là ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. À, cuộc thi... Dạ, chính xác địa điểm như vậy, dạ. Sẵn Quỳnh Hương... Cụ thể là cụ thể, dạ, rồi. Ở đâu? À, nếu mà quý vị ở khu vực phía Bắc ha, có thể đến đăng ký tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội. Đăng ký trong vòng các ngày là từ mùng 3 tháng 3 cho tới hết ngày mùng 6 tháng 3. Dạ, tại nếu mà quý vị tại khu vực miền Trung có thể đến Đà Nẵng, đăng ký tại nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh, số 155 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, cũng là từ ngày 3 tháng 3 tới 6 tháng 3 luôn. Rồi, ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng từ ngày 3 tháng 3, nhưng mà bởi vì
lượng thí sinh đông quá, cho nên là sẽ cho đăng ký tới hết ngày 12 tháng 3 ở Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất ạ. À. Dạ. Dạ 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 thưa anh, thưa chị Quỳnh Hương, vậy em thuộc có một bài à, em thi 4 vòng luôn được không anh? À. Chứ bà thấy bà này bà hát nhiều bài quá, em thuộc có một bài thôi mà. Ở cuộc thi có phần quy chế, quy định của cuộc thi là ở vòng sơ tuyển 1 và sang đến vòng sơ tuyển 2 được quyền hát lại bài hát của vòng sơ tuyển 1. Thế nhưng vô đến vòng bán kết thì là phải hát bài khác, bán kết 1 bài khác, bán kết 2 bài khác. Chỉ đêm chung kết thì mới quay lại được quyền chọn lựa 2 bài hát ở vòng sơ tuyển. Dạ vậy em tập, nhưng mà em đem nhạc của em vô luôn được không dạ anh? Xin cho một tràng pháo tay một nhạc sĩ người lao động sáng tác ra bài hát. Dạ không phải, em đem nhạc đệm em vô ra. Em đem nhạc bài đệm mà. Nhạc đệm thì cuộc thi có tổ chức, có người đệm đàn organ đấy. Dạ. Và như thế là không được. À dạ, không được, dạ, không được. Để đảm bảo công bằng cho mọi người đấy ạ. À. Dạ. Nhưng mà em bổ sung chút xíu cho em bổ sung chút, nhưng mà mình tự đệm đàn thì được ha. Dạ, mình tự đệm thì được. Rồi, tự đệm thì được. Dạ thì thưa anh Sơn, tức là này, em thì hôm nay em vào em đăng ký thi hộ cho UEM. UEM 80 rồi. Em thấy có được không ạ? Hay là UEM phải vào đây để đăng ký ạ? À, như thế là quá quý. À. Chỉ được thay người mà sẽ dự thi, nhưng mà phải đem theo theo quy định, đem theo hai cái hình, dạ, hai tấm hình 3-4, dạ, cái giấy chứng minh của chị gọi là gì U. À, và chị đem theo cái giấy chứng minh nhân dân của chị nữa. À thế ạ? À vâng. Chứ bây giờ chứ đâu cần chụp U em, cứ chụp em xong vẽ đường nhăn vào ra là U em ấy. À, thế không được, không được, không được thì thôi. Không cần thiết, không chứ được phải thì là thôi. Không được. Nhưng chị nhớ là khi mà chị thay cho U chị, tức là thay cho người sẽ tham dự cuộc thi, thì chị nhớ hỏi kỹ là sẽ tham dự bài hát gì để đến đó còn đăng ký. Vâng. Dạ, em biết rồi. Dạ, đây là đủ quá quý để cho chúng ta có thể có được những thông tin cần thiết rồi phải không ạ? Không, xin được trân trọng gặp. Dạ, còn tức là bây giờ đăng ký chừng nào mới được thi? À, dạ rồi. Thì anh Sơn giải thích ạ. Như thế là biểu hiện của một sự nôn nóng. Nôn nóng chẳng qua là mong đợi quá thôi. Vâng, đúng rồi, em nôn quá. Chị cứ tới chỗ đăng ký dự thi. Dạ. Sau khi làm xong thủ tục thì chị có ngay ở trong cái của những người làm tổ chức đó. Dạ. Sẽ cho báo cho chị biết là chị sẽ thi vào thời gian nào. Dạ. Và trong phiếu báo thi cũng có ghi rõ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Yên tâm rồi ha. Dạ, như vậy thì em xin cảm ơn trưởng ban tổ chức, nhạc sĩ Phan Hồng Sơn rất là nhiều ạ. Em cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh Sơn ạ. Em cầm hộ, em cầm hộ. Cảm ơn ạ. Chị Hương. Giờ cho em chụp hình cái đi. Em chụp hình. Đó, cái nữa. Đó, để em tung lên Facebook em câu like. Đi nha. Mấy cái đám trẻ trâu này nó ham hố lắm. Nó vào nó đưa lên Face để nó câu like. À câu like để mai mốt vận động người bình chọn nó phải không? Ừ, cổ. À, thôi vậy cũng nhưng đẹp mà, chị. Thôi thế chị đi nhá. Dạ. Chị cũng tranh thủ xuống chị chụp hình với anh Quý Hòa, chị câu like. anh chơi chụp tí nhá để em yêu người. Xin chào quý vị nhá. Dạ. Em xin cảm ơn hai thí sinh tiềm năng của Tiếng Hát Mãi Xanh 2014. Quý vị, Quỳnh Hương hồi nãy á có nhận được cái thư của quý vị khán giả nào, mọi người cười dễ thương lắm, nhưng mà đó là một cái ước mơ có thật, bởi vì hồi nãy có một quý vị khán giả viết một cái thư nói là đề nghị là tôi cực khổ lắm, tôi tới đây xong chương trình ở lại mở đèn sân khấu cho tôi lên tôi chụp hình với ekip một chút xíu đi, nhưng mà chắc bác lớn tuổi rồi bác không có up hình lên Facebook câu like giống như hai anh chị thí sinh tiềm năng này. Thưa quý vị và các bạn, quả thật rằng á là các thí sinh của chúng ta rất là đáng yêu, và họ khi mà họ đến với Tiếng Hát Mãi Xanh là để thể hiện cái niềm mong ước rất là cháy bỏng mà có thể là thời trẻ họ chưa thực hiện được. Và biết đâu chừng hai anh chị thí sinh nhà mình hồi nãy đó, biết đâu chừng gặp nhau trong cái quá trình gọi là so kè nhau để đi vô tới vòng chung kết, biết đâu phải lòng nhau sao, đúng không? Tại vì cùng tình yêu âm nhạc mà. Và nói tới đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái liên khúc trữ tình
rất là dễ thương, đó chính là liên khúc Tình Thắm Duyên Quê, với sự góp mặt của các đôi hát của Tiếng Hát Mãi Xanh, Ngọc Hòa, Mai Hương, Quang Sang, Phạm Anh Trường, Ngọc Ánh, Bảo Hoàng cùng vũ đoàn Phương Việt. Nghe em hát câu dân ca sao buộc mà lòng anh thương quá, tim ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa, mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thở lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cậu kẻ lặng lẽ tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau mà thêm mãi đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu đường về hai thôn tất xa thoáng cơn gió chiều nhớ mùi tóc em lòng chợt buồn mất mong dáng xưa tan theo giấc mộng biết người đã bước qua sông theo mùa lúa thổ đồng đồng làm sao em quên những ngày khi mới quen tên bên góc tan quen làng hai đứa ngồi tỏ tình anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ còn tìm đâu ngày xưa yêu nhau tình mình dù ngăn cách sông chờ đâu cách lòng mỗi lần nhớ anh sao nghẹn về quê hương yêu dấu em theo anh đi về về quê hương tuyệt vời đèn trăng treo tuốt trên cao ánh sao chưa buồn ngọn nến đập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng em thấy không em thấy không em thấy không em quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời quê hương tuyệt vời gió mát trăng thanh ôi gió mát trăng thanh dù tìm ta như sóng dù có thuyền tình em thấy không em thấy không em thấy không em quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời quê hương tuyệt vời nước mát hoa thơm ôi nước mắt hoa thơm để tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời em theo anh đi về về quê hương yêu dấu em theo anh đi về tình quê hương đậm đà đồng xanh như gái chưa con lúa non xôn xao chào đón bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn em thấy không em thấy không em quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời quê hương tuyệt vời gió mát
vui quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, nước mắt hoa thơm. Ôi nước mắt hoa thơm đi cả đi tới giấc mơ tuyệt vời. Xuyên qua bao mái tranh ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Tình mắt mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Mẹ ra ngôi trông che đùa xóm dưới, luôn luôn môi cười như thuở còn tôi. Khoan trên sông con đò ngang. Khoan ơi khoan mò, em về chăm lo. Biết nhà khóc vun vun cả niềm thương. Em ơi khoan mò khoan, lúa chín tô hồ. Khoan ơi khoan mò, tới mùa đơm bông. Hơi ngàn lối sông gặp nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai. Gái miền sông hương em trai miền Cửu Long, hai ta ước thề xây đắp tình duyên quê. Xuyên qua bao mái tranh ngọt ngào dân hương vương mái tóc xanh. Tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Mẹ ra ngôi trông che đùa xóm vui, luôn luôn môi cười như thuở còn tôi. Trên sông con đò ngang. Khoan ơi khoan mò, em về chăm lo. Biết nhà góc lúa vui vươn cả liếp dương. Em ơi khoan mò khoan, lúa chín tô hồ hồi. Khoan ơi khoan mò, nơi mùa đơm bông. Nơi ngàn lối sông đặt nhanh ta lánh về. Hàng dừa cao hiên mơ soi bóng sông, say sưa như những ước mong. Cách miền sông hương em trai miền Cửu Long, hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Vũ Đoàn. Thưa quý vị và các bạn, quả thật rằng mảng tình ca trữ tình quê hương vốn luôn là thế mạnh của không ít những giọng hát tiếng hát mãi xanh qua các mùa giải. Và sau đây chúng ta sẽ được tiếp tục cảm nhận được điều đó với một liên khúc rất mượt mà được mang tên Liên khúc mượt mà quê hương, gồm có hai bài hát đã góp phần mang đến sự thành công cho Thu Thủy và Bích Lệ, cùng với phần biểu diễn của Vũ Đoàn Ánh Dương trong phần này. Thank you.
về phương Nam lắng nghe cung đàn thổn thức dòng dưới trăng mơ màng, rồi theo sông cửu long nhớ những dân tràng chờ thương con sao bay xa bầy sương khói buồn đi lại sao sang sông sao đã tu lòng bay về bạc liêu con sao bay theo bay về trà vinh con sao bay qua đời tôi trốn quê
mấy trăm năm hỡi người. Quý vị và các bạn thân mến, xin được nhắc lại rằng ngày 3 tháng 3 tới đây thì Tiếng Hát Bãi Xanh 2014 sẽ được chính thức mở ra tại 3 địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì nãy giờ ngồi theo dõi chương trình thì quý vị nào cảm thấy là giọng hát của mình cũng mượt, cũng mùi, không có thua kém gì những giọng ca Tiếng Hát Bãi Xanh vừa góp giọng thì chúng ta hãy cân nhắc và đăng ký đi thi nhé. Bởi vì ai biết được rằng mình sẽ có mặt trong đêm chung kết của mùa giải năm nay thì sao? Còn trong lúc đang chờ đợi để mà suy nghĩ coi mình có nên đi đăng ký ngày nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức một liên khúc rất là đặc biệt. Nói là đặc biệt bởi vì ngẫu nhiên qua các mùa giải, qua các năm đã có hai ca khúc đã được các thí sinh Tiếng Hát Bãi Xanh chọn thể hiện thật là đặc sắc, cùng thể hiện nỗi đau đớn chờ chồng. Một thì diễn tả con người ở địa đầu đất nước, một thì ở tận cực Nam, nhưng mà lại gặp nhau ở cái chỗ khắc khoải đến nao lòng. Chúng ta cùng thưởng thức liên khúc Vọng Phu với phần biểu diễn của Ngọc Dung, Kim Thoa, Vũ Đoàn, Ánh Dương và nhóm bè Tiếng Hát Mãi Xanh.
lung lay bóng nguyệt, khói tham tuyền mờ mịt thức mây, chín tầng gương máu trao tay, nửa đêm truyền hình định ngày xuất chết. Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, văn với quân lên đường, đoàn người xe cuối cùng vừa đuổi theo lối sau. Những khúc hát lay động lòng người với những người phụ nữ ở tiếng hát mãi xanh. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được nhắc lại rằng ngay trước thềm của tiếng hát mãi xanh 2014, chỉ còn vài ngày nữa thôi, một mùa giải mới sẽ mở ra. Để đảm bảo rằng tất cả quý vị sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin nào, để cho chúng ta sẽ tiếp tục là những gương mặt sẽ có mặt trong đại gia đình tiếng hát mãi xanh của chúng tôi trong những mùa giải tới. Xin mời quý vị cùng hướng về màn hình, chúng ta cùng xem chi tiết về clip tuyển sinh mà chúng tôi giới thiệu trọn vẹn đến quý vị. Xin kính chào quý vị và các bạn. Phát huy thành công của cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh qua 3 lần tổ chức, cuộc thi dành cho lứa tuổi từ 35 trở lên với tiêu chí hát cho thỏa đam mê, hát cho đời xanh mãi, tháng 3 năm nay, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức tiếp mùa giải thứ tư Tiếng Hát Mãi Xanh năm 2014. Cuộc thi dành cho tất cả các nam nữ công dân Việt Nam tuổi từ 35 trở lên, có nghĩa là sinh từ năm 1979 trở về trước, yêu thích ca hát và có giọng hát tốt. Cuộc thi sẽ được chia làm 3 bảng. Bảng A dành cho các thí sinh từ 66 tuổi trở lên, không giới hạn độ tuổi. Bảng B dành cho các thí sinh có độ tuổi từ 51 tới 65. Bảng C dành cho các thí sinh từ độ tuổi 35 tới 50. Trong đó, thí sinh được vào vòng bán kết 1 của Tiếng Hát Mãi Xanh 2013 thì sẽ được miễn thi sơ tuyển 1, đặt cách vào thẳng vòng sơ tuyển 2. Tuy nhiên, các thí sinh thuộc diện miễn thi này thì vẫn phải đến đăng ký và lấy số báo danh của cuộc thi năm nay thì mới được xem là hợp lệ nha quý vị. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba của các năm 2011, 2012 và 2013 vui lòng không tham gia lại cuộc thi năm nay. Thời gian và địa điểm đăng ký dự thi như sau. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3 tháng 3 năm 2014 đến hết ngày 12 tháng 3 2014, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
tại Hà Nội từ ngày 3 tháng 3 đến hết ngày 6 tháng 3 2014 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại Đà Nẵng cũng từ 3 tháng 3 đến hết ngày 6 tháng 3 2014 tại nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh, số 155 Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Quý vị vui lòng ghi nhớ lại các điều cần thiết để có trong hồ sơ đăng ký dự thi năm nay. Đó là hai ảnh 3-4 chụp trong vòng 6 tháng. Phiếu đăng ký dự thi được phát tại địa điểm đăng ký dự thi hoặc là có thể tải về từ trang web chính thức của cuộc thi là www.tienghatmaisanh.com. Giấy chứng minh nhân dân bản chính nữa. Quý vị thí sinh có thể ủy quyền cho người thân đi đăng ký thay, nhưng mà khi đi thì vui lòng mang theo hai ảnh 3-4 giấy chứng minh nhân dân bản gốc của chính thí sinh cùng giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền nha quý vị. Thông tin chi tiết thì xin quý vị vui lòng truy cập vào trang web vừa nêu hoặc là email về địa chỉ là tienghatmaisanh@gmail.com. Hoặc quý vị cũng có thể gọi đến số điện thoại là 0838222517. Rất mong nhận được sự tham dự nhiệt tình của quý vị cho mùa giải thứ tư của Tiếng Hát Mãi Xanh. Trân trọng cảm ơn quý vị, ban tổ chức cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh. Sự theo dõi của quý vị và thưa quý vị nên nhớ rằng hãy truy cập vào trang web Tiếng Hát Mãi Xanh cũng như là bấm like trang Facebook của Tiếng Hát Mãi Xanh để được cập nhật mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm những cái thông tin hấp dẫn nhất về mùa giải đang đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì Quỳnh Hương xin được dành những giây phút tới đây, một vài phút ngắn ngủi, bởi vì là thưa quý vị, các thí sinh Tiếng Hát Mãi Xanh của chúng tôi thường nói cứ tới một mùa giải thì là rất nhận được rất là nhiều những cuộc điện thoại từ bạn bè, người thân để cứ gọi để mà hỏi kinh nghiệm thôi chứ không có gì. Như vậy thì chẳng bằng chúng ta sẽ dành vài ba phút tới đây để cùng chia sẻ những kinh nghiệm thi thố cùng với một số gương mặt đặc biệt của các mùa giải. Xin được mời ra sân khấu ngoại Lê Thị Nhung, bác Mai Văn Đặng, anh Nguyễn Thanh Vân là giải nhất của mùa giải đầu tiên, anh Duy Dũng quán quân của 2013 và Thái Thanh Hiệp quán quân 2012. Dạ thưa quý vị, sẽ rất là ngắn gọn thôi ạ. Có lẽ là con xin được bắt đầu từ bác Mai Văn Đặng. Bởi vì thưa quý vị, đi thi thì rõ ràng chúng ta thi rớt chúng ta không có vui. Nhưng mà bác Đặng đã là người thi tới lần thứ 3. Cuộc thi có 3 mùa giải thì bác Đặng mùa giải thứ 3 mới vô được tới vòng chung kết. Vậy thì bác Đặng hãy cho khán giả chia sẻ các thí sinh của mình là nuôi dưỡng cái niềm tin như thế nào để mình có thể thi tiếp năm sau mà mình không có bị thất vọng hay là nản chí ạ. Kính thưa tất cả quý vị, thì thật sự thì cũng không có một cái bí quyết gì ở đây, nhưng mà mùa thi đầu tiên đó chúng tôi chưa có nắm được cái yếu tố là chọn một cái bài có thể là lạ hoặc khó thì mới có thể làm cho ban giám khảo chú ý, hát một bài thường thường bật tung, thành thử ra bị loại ngay từ vòng một. Năm thứ hai thì rút được một số kinh nghiệm thì chọn một vài cái bài, trong đó có bài, những cái bài mang tính kinh điển thì được vào tới vòng trăm, nhưng mà rồi cũng sẽ bỏ cuộc ở cái vòng chung kết, ở vòng bán kết 2 để qua chung kết, tức là 10 người chọn 3 người. Nhưng mà qua năm thứ 3 thì có thể nói rằng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cũng đã vượt qua được tất cả các vòng và đã được đến cái vòng cuối cùng. Như vậy thì những ai chưa có mặt ở vòng chung kết, chúng tôi thực sự rất mong được chào đón tất cả các cô chú và các anh chị cùng trở lại sân chơi Tiếng Hát Mãi Xanh không bao giờ là muộn. Xin được dành câu hỏi tiếp theo cho ngoại Lê Thị Nhung ạ. Mọi người cũng biết rằng ngoại Nhung năm nay là 80 tuổi đúng rồi. Và bà là một bà cụ thật sự là ở một nơi rất là xa xôi, nhưng mà đã đón xe đi về đây lén con cháu đi thi. Vậy thì ngoại có thể chia sẻ với những cụ bà, cụ ông cùng tuổi ngoại làm sao để vượt qua cái nỗi e ngại là mình đi thi mà mình đừng có ngại xui da mình hay là con cháu mình biết rồi cười mình là già mà ham vui. Kính thưa quý vị khán giả, kính mến. Tôi rất hân hạnh được đứng trên sân khấu Lan Anh ngày hôm nay cũng nhờ Tiếng Hát Mãi Xanh. Lần đầu tiên tôi trốn con cháu cùng người thân để đi lên đây một mình. Và may mắn cho tôi là tôi được vào vòng chung kết và để có một thành viên trong gia đình Tiếng Hát Mãi Xanh hôm nay. Cũng nhờ cái nguồn vui của Tiếng Hát Mãi Xanh mà cái động lực
cũng như là đã thỏa cái niềm đam mê của tôi. Tôi đã thực hành được cái đam mê của tôi cũng nhờ tiếng hát Mãi Xanh. Từ đó trở đi là tôi rất là vui. Cứ nghĩ tới tiếng hát Mãi Xanh mỗi năm mỗi có là cũng một là cái nguồn vui để chia sẻ với tôi nỗi buồn vui trong cuộc sống của tôi. Nó đồng hành với tôi trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ là tôi cũng mong rằng quý anh, quý chị cùng đồng niên với tôi thì ai có cái niềm đam mê thì hãy tham gia vào tiếng hát Mãi Xanh để được trọn vẹn cái nguồn vui trong cái tuổi già, cũng như tôi được may mắn. Thì bây giờ là tôi cũng chia sẻ cùng với các bạn đồng niên hãy tham gia và để có một cái cuộc sống vui trong cái tuổi già nhờ tiếng hát Mãi Xanh. Quý vị có thấy Mạnh Nhung trẻ không? Hồi đó đi thi ha, Mạnh Nhung không có trẻ bằng giờ đâu. Cho nên là ai muốn trẻ hơn mỗi năm thì hãy tham gia tiếng hát Mãi Xanh. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ rất là thắc mắc là càng về sau, càng mỗi một năm thì cái cột hơi chúng ta sẽ kém đi một chút. Vậy anh Thanh Vân, anh là người đoạt giải nhất của mùa giải đầu tiên. Anh chia sẻ với lại mọi người cái bí quyết làm sao mà anh có thể nuôi được cái làn hơi của mình để giữ được cái phong độ để thi hát cho nó ổn định ạ. Kính thưa quý vị, thật sự thì cũng không có bí quyết gì lắm. Chỉ có một cái điều là trong cái máu của mình nó rất là mê ca hát. Rất là mê ca hát. Cho nên là khi mà đã vào được cái vòng sơ tuyển, rồi vòng bán kết rồi thì cái máu của mình nó càng sôi lên nữa. Rồi mình càng quyết tâm hơn nữa. Và mình biết được là cái thể lệ của cái cuộc thi á, thì có chung kết 1 là về mang cái chủ đề như thế nào. Đúng rồi. Rồi chung kết 2 thì mang chủ đề như thế nào. Và chung kết 3 là như thế nào. Và chung kết xếp hạng là thế nào. Cho nên mình cố gắng mình chọn làm sao cho nó đúng với cái chủ đề của cái đêm chung kết 1, 2 hoặc là 3. Và thật sự thì trong lúc mà mình hát đó thì mình dồn hết cái tâm của mình vào trong từng ca từ một. Ở đây cũng xin bật mí một chút xíu là trong cái đêm mà chung kết xếp hạng á, tôi hát một cái bài hát đó là bài điệp khúc tình yêu, thì tôi cảm thấy nó có một cái gì đó mà nó lạnh lạnh từ ở xương sống nó lạnh lên. Cái điều này nó làm cho tôi càng thêm hưng phấn, và cái lời hát của tôi của cái bài điệp khúc tình yêu nó càng bay bổng hơn nữa, nó càng mạnh hơn nữa và nó có hồn hơn nữa. Dạ rồi, xin được cảm ơn anh. Vậy thì các thí sinh của chúng ta ai hát mà thấy lạnh lạnh xương sống là biết là mình đậu vô tiếp nữa rồi đó ha. Rồi, như vậy thì là lại phải nói qua tới Hành Duy Dũng. Là tại vì thưa quý vị, từ một con người rất bình thường ở phố cổ Hội An, anh Dũng cứ lặng lặng, không nói tiếng nào hết trơn, nhưng mà cứ qua một mùa lại thấy anh có mặt ở vòng tiếp theo. Vậy thì anh đã vượt qua được cái áp lực là gọi là cứ sau một lần như vậy thì cái áp lực càng lớn hơn. Anh chia sẻ cho những cái người gọi là bạn đồng với anh, không phải là những người đi làm, tức là không có chịu áp lực thường xuyên đó, thì làm sao để mình giữ vững được tinh thần mình hát ha anh? Dũng xin chia sẻ với quý vị, lúc đầu Dũng đi thi cũng là run lắm, bước lên sân khấu Đà Nẵng cũng đã run rồi, rồi lại được may mắn vào thành phố rồi cũng run thêm một tí nữa. Nhưng mà càng vào sau thì tất cả có những người bạn, tại vì những người lớn tuổi người ta hát đam mê thì tự nhiên lúc đó là Dũng thấy là cũng có cảm xúc rất là nhiều, bởi vậy nó bớt run. Mà Dũng cũng chả có bí quyết, Dũng cũng thua anh Thanh Văn, tất nhiên là mình chỉ hát mình thích hát bài nào hợp với mình là mình cứ hát thoải mái. Xin thú thật là Dũng lúc đầu Dũng không nghĩ đi thi, nhưng mà càng vào sau đó là những người động viên mình phải thi nên áp lực nó cũng hơi nặng tí. Và chính áp lực cũng là một phần để cho chúng ta cố gắng nhiều hơn. Như vậy xin được dành câu hỏi cuối cùng dành cho chàng quán quân của mùa giải 2012, cũng là nhân vật trẻ nhất trong 5 người đang có mặt tại đây. Anh Thái Thanh Hiệp còn là một công chứng viên của phòng công chứng quận nhất nữa. Và như vậy thì làm sao mà có thể thu xếp được cái công việc của một cán bộ công nhân viên
để đi theo dõi, gọi là tham dự đủ cái lịch trình làm việc, phải nói là rất chặt của Tiếng Hát Mãi Xanh qua cái mùa giải, mà không bị sếp giận hay là bạn đồng nghiệp nghỉ chơi. Thưa chị Quỳnh Hương và thưa tất cả quý vị, thật sự mà nói thì khi đã là một công chứng viên ở phòng công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh thì phải nói công việc rất là bận rộn. Khi mà mình làm thêm một công việc gì đó, tất nhiên cái lịch làm việc mình nó sẽ nhân gấp đôi. Thì phải nói là một sự cố gắng hết sức là nhiều đối với Hiệp trong suốt thời gian mà đến với cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh. Thì phải nói rằng là rất là sợ là sếp sẽ la rầy vì là không đảm bảo được công việc của mình trong cái công việc chuyên môn. Thì thật sự là chia sẻ quý vị là phải nói là cố gắng rất là nhiều, là dành tất cả những thời gian còn lại mà mình nghỉ ngơi buổi trưa và một buổi chiều để mà dành hết thời gian đó để mà tập dượt, rồi suy nghĩ bài hát, rồi cũng xin với Tiếng Hát Mãi Xanh rằng là những cái coi như là những cái giờ mà có thể là cuối cùng trong cái buổi tập đó thì xin phép để Hiệp chạy đến Hiệp hát, Hiệp tập, rồi Hiệp sẽ trở về cơ quan và làm việc tiếp. Chia sẻ quý vị là trong cái thời gian mà xảy ra, diễn ra Tiếng Hát Mãi Xanh thì là có một cái điều rất là thú vị là khi mà đi thi thì Hiệp không có cho ai biết mình đi thi cả. Thì có một hôm sếp mới từ trong phòng sếp mới đi qua phòng Hiệp, thì lúc đó có một anh đồng nghiệp, anh gọi điện qua phòng mà nó bảo là Hiệp ơi, sếp đang đi qua phòng, mày thấy mặt đang giận lắm mà không biết có chuyện gì không. Thế là mình biết ngay là chuyện đó rất là lo. Thì khi mà sếp đi qua, sếp mới nói rằng là tôi nghe đồn là anh thi Tiếng Hát Mãi Xanh đúng không. Mình lo quá, mình mới xin lỗi là sếp ơi, em dạ em có thi mà em chưa kịp báo cáo với sếp, là xin sếp tha lỗi cho em, em cũng xin là sẽ cố gắng sắp xếp được là công việc chuyên môn và công việc để thi Tiếng Hát Mãi Xanh. Thì đang lo không biết xin làm sao thì sếp mới bảo rằng tôi rất mê cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh đó, anh đăng ký rồi, thôi tôi cho anh thi, chứ tôi không thi, thôi tôi thi thì anh sẽ không được có cửa vô với tôi đâu. Như vậy thì đi về nhà hỏi ngay sếp của mình có yêu Tiếng Hát Mãi Xanh giống như mình không. Đảm bảo sếp mà mê mình đi thi thoải mái ha quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn năm giọng hát, năm gương mặt Tiếng Hát Mãi Xanh đã vừa chia sẻ những chia sẻ rất là chân thành cùng với các thí sinh tiềm năng của mùa giải năm nay. Cảm ơn các cô chú và các anh chị. Quý vị và các bạn thân mến, những người trẻ ở Tiếng Hát Mãi Xanh một khi đã thả hồn mình vào trong những tình khúc thì đó sẽ là những tiếng lòng sâu thẳm. Bởi có lẽ là do tuổi đời và những trải nghiệm từ cuộc sống thực khiến cho từng câu, từng chữ của họ khi cất ra dường như nó thấm đẫm những cái nỗi niềm, chạm được trái tim của rất là đông đảo những người thưởng thức những ca khúc này, đặc biệt là khi họ hát tình ca. Vậy thì những giây phút tới đây, xin mời quý vị hãy cùng lắng mình với những bản tình ca tình yêu thời chiến với cái hôn đầu tiên anh chưa dành cho em, và tình yêu lớn nhất thời bấy giờ đó chính là tình yêu dành cho Tổ quốc. Đó cũng có thể là những cung bậc cảm xúc mong manh của phận người khi từng người tình rồi cũng bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, rồi để một mai tôi về làm cát bụi. Và trên hết đó chính là tình yêu cuộc sống, hãy yêu nhau đi dẫu cho đời sống của chúng ta có thế nào. Chùm ca khúc Điệp Khúc Tình Yêu của Trần Tiến, liên khúc Cát Bụi Tình Xa và Hãy Yêu Nhau Đi của Trịnh Công Sơn sẽ có sự lần lượt góp mặt của Thanh Vân, Ngọc Mỹ, Xuân Chánh, Quang Sang, Duy Dũng, Kim Thoa, Thục Duyên, Hồng Phước và Vũ Đoàn Sống. Nhớ cái hôm đầu tiên anh chưa dành cho em, nhớ bài tình ca đầu tiên anh chưa dành cho đã đi qua chiến tranh. Nhớ
của chúng ta. Tiếng động nào
gõ nhịp không nguôi. Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết nơi sâu buồn đôi khi ta lắng nghe ta. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn nuôi mãi, cuộc tình nào đã xa khơi ta còn mãi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn
lòng đầy nỗi nhớ. Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu. Hãy ru nhau trên muôn lời gió mây. Hãy yêu nhau cho gạch đá có tình vui. Hãy hãy yêu nhau đi quên đời u tối, dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới. Mặt đất đã cho ta những ngày vui mới, hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Trong năm hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng, dù đêm súng đạn dù sáng mưa bom. Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối, dù biết mai đây xa lìa thế giới. Mặt đất đã cho ta những ngày vui với, hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Quả thật rằng chỉ với tình yêu âm nhạc, yêu cuộc sống này thì người ta sẽ trẻ mãi. Chính vì vậy, với tiêu chí hát cho thỏa đam mê, hát cho đời xanh mãi, cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh sẽ mong muốn rằng mỗi một người hãy sống mãi với tình yêu âm nhạc, để cho mùa xuân sẽ còn tồn tại mãi trong tâm hồn của mỗi người. Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ca khúc Nắng Có Còn Xuân của Đức Trí với phần biểu diễn của Thái Thanh Hiệp và nhóm múa Phương Việt.
cầm buông lá lơi đâu để tiếng lòng tôi nghe tin tới. Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vơi vợi, em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn tôi yêu thế. Xin được mời tất cả những giọng hát tiếng Áp Mãi Xanh của chúng ta cùng trở lại với sân khấu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bởi vì ngay giờ phút này đây, cùng với hàng chục những gương mặt tiếng Áp Mãi Xanh gắn bó với nhau qua từng mùa giải, cùng với tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại chỗ tại sân Lan Anh, cùng với hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình qua sóng HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ đang cùng dành những sự xúc động và náo nức của mình để cùng nhau đếm ngược chính thức mở ra một mùa giải mới cho tiếng hát Mãi Xanh. Mời quý vị hãy cùng nhìn về màn hình. Chúng ta cùng đếm nha. 3, 2, 1, chúc mừng! Vâng, và thưa quý vị, mùa giải tiếng hát Mãi Xanh 2014 đã được chính thức mở ra và tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn MC Băng và Song Alipass đã cùng đồng hành cùng với mùa giải 2014 của tiếng hát Mãi Xanh, và ước mong sẽ đón tiếp quý vị, sự theo dõi của quý vị vào đêm chung kết đầu tiên của tiếng hát Mãi Xanh 2014 diễn ra vào đầu tháng 5 tới đây trên sóng HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hát cho đời vui, hát trong lòng ta, tiếng hát bay thật xa, biết bao lâu ta đợi chờ một tình yêu cháy bỏng trong tim, tiếng khóc hát nước hát cuộc sống trong âm nhạc. Hát cho
đời vui.